Quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì hôm nay Minh mới về một con CBR 250RR. Minh nghĩ là tầm 10 năm sau thì con này nó sẽ là huyền thoại trong phân khúc 250RR, giống như CBR 600RR và R6. Tại vì cái thời điểm hiện tại con xe này rất là đẹp và rất được nhiều người ưa thích. Thì con xe này hiện tại Minh đang bán luôn với giá là 119 triệu. Xe đẹp đó anh em, nhiều đồ chơi. Rồi bây giờ mình sẽ vô chi tiết chiếc xe nha anh em. Thì nếu như con xe này nó không có cái gì đặc biệt thì mình sẽ không có quay đâu. Thì nó có những cái đặc biệt, nó có thể giúp những anh em chơi xe lên đồ chơi giống nó cho anh em. Ví dụ điều đầu tiên là cái con xe này, người ta đã lên cho nó một cái cặp vỏ trước là 120 to hơn. Cái vỏ trước 120 rất là to, nó ngầu nha anh em. Rồi cái vỏ sau thì chủ xe đã thay là lên vỏ 160. Đã lên vỏ 160, anh em thấy không? Vỏ to. Những anh em có thể nghiên cứu lên nha. Ví dụ lên 180 thì nó không có ok cho lắm. Nó bị sẽ bị cạ tùm lum á. Lên 160 là vừa đủ nè anh em. Nha anh em. Vừa đủ và rất là ngầu. Và đặc biệt con xe này là màu xanh đen. Thì cái mâm của nó anh em thấy không? Mâm của nó màu tím titan hả? Nó na ná giống như màu titan. Đó là cái đây là những gì mà trên xe có. Đó, màu titan rất là đẹp ha. Quay xa xa ra cho anh em ngắm, có thể ngắm được cái màu titan của nó. Rất là ok. Con xe này ký mua bán hay ủy quyền đều được nha anh em. Rồi tiếp theo là cái cặp CNC. Đây, chân kính CNC. Cái này là chủ xe là thợ tiện nên chủ xe tiện riêng cho nó một cặp chân kính luôn. Rất là dễ thương. Màu đen nhám cực ngầu ha anh em ha. Còn cái này là cái cánh gió này là chủ xe chế lên nè. Đó, chế là anh em không thích thì có thể tháo ra. Đó, con tem Minh Biker là của tôi. Rồi, nhìn cơ bản là đẹp. Con xe đã đẹp rồi. Rồi bên đây có lên tay thắng Rainbow nè. Thắng rất là ăn, rất là nhạy luôn anh em. Này, quay gần cho đem xem tay thắng Rainbow. Rất là nhạy. Rất là ok. Không có gì để chê hết. Rồi tiếp. Cabo AK Movit nghe rất là lực. Có tiếng bass fire khi anh em chạy xa luôn nha. Ghê không? Đây, mở cho anh em nghe tiếng bô luôn. Anh em lưu ý nha, trước khi mà muốn nạt bô thì mình phải để cho máy nó bơm nhớt lên một xíu rồi mình nạt. Đó, nghe tiếng bass fire không? Đó. Thực chất là dư xăng á. Rồi, tiếp theo thì con xe này nó quá, mình review quá nhiều rồi. Thì ba chế độ lái nè, ba chế độ lái Sport, Comfort, Sport cộng, ba chế độ. Thì anh em chạy tour xa anh em mở Sport cộng chạy, bình thường anh em chạy Sport với lại Comfort thôi. Rồi ga điện tử Ride by Wire nhạy lắm anh em. Những dòng xe đời mới bây giờ là người ta đã trang bị ga điện tử rồi. Thì con này nó hơn con Ninja 4, nó chỉ thua con Ninja 400 ở phân khúc, phân khối nó nhỏ hơn. Còn về mà những option được trang bị cho con xe này á,
rất là ok luôn. Ba chế độ lái, ga điện, phuộc upside down của Showa, quá tuyệt vời. Bình xăng rất là góc cạnh luôn. Con xe này có thể nói màu đen nhám, ngầu ơi là ngầu luôn anh em. Đã vậy thì thêm lên một cái combo vỏ 160-120 nữa, nhìn con xe đầy đặn luôn. Đầy đặn, nhìn rất là đầy đặn, nhìn con xe đầy đặn. Mình nhìn mình rất là thích luôn á anh em. Rất là thích. Còn cái cặp mâm này á, chủ xe muốn sơn lại màu xanh, màu xanh titan, thì đã đăng ký cà vẹt là màu xanh đen. Cà vẹt là xanh đen, chứ thực chất con này á, nó chỉ là màu đen thôi. Đăng ký cà vạt lại màu xanh đen, nhìn rất là ok luôn. À, bây giờ đâu ngồi thử coi. Thì con này anh em 1m6 vẫn có thể ngồi nha. Xe này mình bend lên, mình bend lên thì nó sẽ cao hơn một xíu, thì mình 1m7. 1m6 ngồi rất là thoải mái. Anh em coi YouTube của mình á, biết là anh Thái Dúi ngày xưa cũng có một con giống vậy á, thì đi rất là thoải mái nha. Anh em 1m6, 1m58 chạy rất là thoải mái. Mình 1m7 thì ngồi rất bình thường. Cái này nó đã có bend lên, đã lên một khúc rồi nha anh em. Quá tuyệt vời luôn. Thôi đó, con xe này không có gì để chê hết. Đó, thì anh em nào mà muốn mua thì liên hệ cho mình. Số điện thoại 0916640653 hoặc là Zalo nha anh em. Đó, rồi thôi. Anh em nào cọc trước thì xe của anh em trước. Nói chung con xe này khỏi phải bàn rồi. Đồ chơi thì đủ xài. Đuôi ốp gầm nữa nè, đuôi đúc cắt đuôi nữa nè. Đó thì sao, bên là cũng có chiếc Z8 mà anh em. Dù anh em mà thích bốn máy thì anh em có thể mua Z8. Z8 này không ABS, chỉ có 165 triệu thôi, rất là rẻ và rất là đẹp. Đâu quay sơ sơ cho anh em coi Z8 mà. Đẹp quá trời, chống đổ, bô độ, không thiếu cái gì hết. Rất là ok đúng không? Quá là ok luôn. Rồi. Thì cảm ơn anh em đã ủng hộ Minh trong thời gian qua rất là nhiều. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Thôi bây giờ Minh sẽ kết thúc clip ở đây ha. Xe thì anh em cũng đã ngắm rồi, cái gì anh em cũng đã coi hết rồi. Thì bây giờ mình kết thúc clip đây. Thì anh em nào có lên vỏ thì nghiên cứu lên theo cái con này cũng rất là đẹp hơn, ngầu, đầy đặn hơn. Cái vỏ zin của nó là hình như bánh trước là chỉ có 140, và bánh sau là 140. Bánh trước là hình như chỉ có 140 thôi. Nhưng mà cái này đã lên size trước 120, sai sao là 160. Nhìn con xe rất là liền lạc luôn. Quay xe nè, đừng có quay tôi ông ơi. Cho anh em chủ yếu là coi xe là chính. Rất là đẹp luôn. Mình sẽ, nếu như mình có thời gian nhiều thì mình sẽ quay review xe cho anh em xem nhiều ha. Rồi vậy đi, 119 triệu cho một con xe. Nhiều đồ chơi,